Dạ, mùa diều đến rồi, mình sẽ làm con diều thật là đẹp để chơi mới được. Tới mùa hả diều rồi, còn chơi gì nữa, mua diều về chơi mới được. Vẫn là diều cá mập là tuyệt vời nhất. Ủa, lưng hồi sáng giờ làm gì mà không thấy ta? Phải ra coi mới được. Công nhận con diều của mình làm đẹp thiệt chứ. Để mình đi thả coi. Diều giấy hả cưng? Alo, chú giao hàng hả? Để tôi cửa nhà con đây. Dạ.
Dạ dạ con ra liền, con ra liền. Mua một tặng một, nhiều có mập siêu cấp, nhiều phượng hoàng đen. Giờ có hai con dèo, sao chạy hết ta? Có chuyện gì buồn vậy? Hồi nãy mình đi thái diều, không biết tại sao con diều đứt dây, rớt xuống nước, bây giờ hư rồi. Thôi đừng buồn nữa, mình cho bạn con diều khác nè. Thế con? Bây giờ hai anh em mình đi thay diều đi. Ừ, được đó. Đi đi đi.